Bộ đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Đèn phù hợp để mọi người mua trang trí trên sân khấu ca nhạc, sân khấu đi show lưu động. Khách hàng cũng mua bộ đèn này rất là nhiều để trang trí ở những khách sảnh, nhà hàng, khách sạn sang trọng. Nó có thể pha màu rất là đẹp. Độ phủ rộng của nó thì tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 m2. Nó có thể chứa màu xa hơn 20 m. Mọi người thấy là màu sắc của nó có thể chiếu rất là xa. Đèn bỏ đèn này thì nó có chế độ cảm ứng đen nhạc, chạy ô tô tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Dòng loa mà đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.